ơi nào mau tới thưa lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ngôi phút giây giờ đây, khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nhằm củng cố mối liên hệ giữa đức tin và thánh thể, đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn suối phát sinh tất cả sức mạnh của giáo hội, Chúa Nhật lễ kính mình máu Thánh Chúa đã được chọn là một trong số những cử hành quan trọng của năm đức tin. Lúc 5 giờ chiều giờ Roma, ngày 20 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự giờ chầu thánh thể trong đền thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Trong tinh thần hiệp thông với mọi giám mục và các cộng đoàn địa phương của các ngài trên toàn thế giới, mục đích chung của giờ chầu hoàng vũ là nói lên tinh thần chia sẻ, hiệp thông thiêng liêng. Chính vì thế, tất cả các giám mục được mời gọi hiệp thông với Đức Thánh Cha qua giờ chầu thánh thể tại nhà thờ chính tòa của mình, cũng như khuyến khích giờ chầu chung tại các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu để thắt chặt mối dây hiệp thông giữa các tín hữu với giám mục của mình, cũng như giữa mọi tín hữu trên thế giới với đấng kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý và là nền tảng hữu hình và vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các giám mục cũng như toàn thể đông đảo tín hữu. Thánh thể là bí tích và là nguồn mạch cho sự hiệp nhất của giáo hội, như lời của Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Corinto: bởi chỉ có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều song cũng chỉ là một thân thể duy nhất. Vì tất cả chúng ta cùng thông phần vào cùng một tấm bánh. Vậy giờ đây, chúng ta kính dâng giờ chầu này để hưởng ứng sáng kiến đầy ý nghĩa của Đức Thánh Cha và để sống khoảnh khắc hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô, đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, xin đã nâng đức tin con non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã nâng, sâu đức kính tin trong đời. Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca êm ái còn trầm hoa, nguồn yêu mến không bờ bên, đoàn con lấy chi bao đền. Hiệp lòng xin dâng lên tâm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa muôn diệu hiền, quyết tâm theo bước người chung kiên, thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh, thịt máu hiến vinh vua uy linh. Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua,
tình yêu mến không bờ bên, đoàn con lấy chi bao đền, kịp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa ngàn dịu hiền, quyết tâm theo bước người chung kiên, vì yêu trần thế Chúa ân ban chính thịt máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh, một tình yêu bao la tháng năm lần bước qua, khúc ca êm mãi còn trầm hoa, nguồn yêu mến không bờ bên, đoàn con lấy chi bao đêm, kịp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa ngàn dịu hiền, quyết tâm theo bước người chung kiên, đoàn con ca mến tiến dâng lên cho cả gia từ đây ngày đêm đau thân hiện trong Chúa luôn bao êm vui, một tình yêu bao la tháng năm lần bước qua, khúc ca êm mãi còn trong hoa, nguồn yêu mến không bờ bên, đoàn con lấy chi bao đền, kịp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa ngàn dịu hiền, quyết tâm theo bước người chung kiên, một tình con lấy chi bao đền, kịp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa ngàn dịu hiền, quyết tâm theo bước Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, đang ẩn mình dưới hình thánh thể, xin hãy xót thương, đoái nghe lời chúng con đang khiêm nhường kêu cầu lên Chúa, mà tiến dâng những lời chúng con cầu khẩn lên trước thiên nhan đấng tối cao, để giờ đây Ngài sẽ khoan nhân chấp nhận những lời nguyện ước thẳm sâu tận đáy lòng chúng con. Xin hãy soi sáng tâm trí chúng con, xin hãy tăng sức để chúng con bền lòng vững chí, xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để chúng con đủ sức vượt lên những nhỏ nhoi tầm thường, vượt thắng những gian truân khốn khó, và biết tôn kính Chúa cách tốt bất xứng hơn với quyền năng và vinh hiển của Chúa, biết thờ phụng cách chính đáng hơn
bằng những thao thức và ước mong thánh thiện. Amen. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô được ơn khôn ngoan, kiên vững và an khang trường thọ. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa thiên thu bền vững. Xin Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều thừa tác viên thánh thiện phục vụ bàn thờ. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa thiên thu bền vững. Xin Chúa ban cho các tội nhân được ước muôn hoan cải và nhận lãnh ơn tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa thiên thu bền vững. Xin Chúa ban cho tất cả chúng con được thường xuyên cảm nghiệm tình yêu ngọt ngào của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa thiên thu bền vững. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Được chiêm ngắm nhàn thánh Chúa chi nhân quyền uy. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Nên nguồn sông tuôn ngày đêm. Này đây ta ban cho thân xác ta làm của ăn, máu ta ban cho làm của uống. Này ai ăn ta trong tin yêu thì sẽ sống mãi muôn đời liền. Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình màu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, là trưởng tử giữa muôn loài thụ tạo, là căn nguyên của mọi loài, là tôn sư của nhân loại, là Đấng cứu chuộc. Chúa đã sinh ra, đã chịu chết và sống lại vì chúng con. Chúa là trung tâm của lịch sử và thế giới. Chúa là Đấng thấu hiểu và yêu thương chúng con. Chúa là bạn đồng hành và người thân chia sẻ cuộc sống với chúng con. Chúa là con người của khổ đau và hy vọng. Chúa là Đấng phải đến và sẽ xuất hiện để xét xử chúng con. Vì thế, chúng con tràn trề hy vọng. Đó sẽ là ngày vô biên hạnh phúc. Amen. Xin Chúa dùng sức mạnh thánh gia Chúa mà xua tan mọi chia sẻ bất hòa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa dùng ánh sáng của lời Chúa mà xua tan mọi áo vòng dối trá. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa dùng sự khiêm hạ của thánh tâm Chúa
mà xua tan mọi ghen ghét hận thù. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa dùng sự ngọt ngào của tình yêu Chúa mà xua tan mọi ích kỷ cứng lòng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa dùng quyền năng sáng tạo của Chúa mà xua tan mọi bạo lực trong lại sự sống con người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin ở gần kề chúng con hơn nữa. Xin giơ tay đặt trên đầu mà chúc phúc cho chúng con. Xin cho con cũng luôn biết cúi đầu dưới bàn tay che chở của Ngài. Xin hãy đón nhận con người thật của con người phàm trần với bao nhiêu yếu đuối tội lỗi. Xin làm cho con trở thành người như Chúa muốn, và như thế là lòng con thỏa nguyện. Amen. Xin hiệp nhất chúng con nên ngồi trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bận hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng đến Chúa Cha muôn đời. Thương cứu vớt mỗi một lần.
Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Cũng như hai môn đệ trong tin mừng, chúng con nài xin Ngài, lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con. Chúa là Đấng đồng hành chí thánh, Chúa biết rõ đường đi nước bước chúng con. Chúa thấu hiểu tâm tư, cõi lòng chúng con. Xin đừng để chúng con phải tù túng trong bóng tối chiều tà. Xin nâng đỡ bước chân mệt nhọc của chúng con. Xin thứ tha lỗi lầm, tội lụy chúng con trót phạm. Xin hướng dẫn chúng con bước đi trên đường ngay nẻo chính. Nơi bí tích thánh thể, Chúa đã trở thành linh dược trường sinh. Xin giúp chúng con cảm nếm hương vị của sự sống tràn đầy. Để đang khi còn lữ hành trên đường dương thế, chúng con luôn biết vui tươi và phó thác. Mắt đăm đăm hướng về đích điểm là sự sống vô biên thiên đàng. Amen. Chúa là con Chúa Cha hằng hữu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Chúa là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Chúa là bánh hằng sống từ trời ban xuống. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng luôn trung tín hiện diện để viếng thăm và giáng phúc thi ân cho giáo hội và cho lịch sử nhân loại. Xin nhờ bí tích thánh thể huyền diệu là mình và máu Chúa cho chúng con được tham dự vào sự sống thần linh và cho chúng con được nếm trước sự sống thiên đàng. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, sắp mình trước nhan Ngài. Hỡi Đấng là nguồn mạch và hằng yêu thương sự sống. Hỡi Đấng đang thật sự, đang hiện diện, sống động giữa chúng con. Chúng con nài xin Ngài, trong niềm mong đợi sẽ được sống mãi bên Ngài, trong sự hiệp thông của ba ngôi vĩnh phúc. Amen. Cum ergo sacramentum veneramur celui. Supplementum sensu
cedenti ab utroque, comparsit laudatio. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin. Nhờ đó chúng con được nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa đã đến rao giảng tin mừng, dạy chúng con những điều phải tin, những việc phải làm để được sống và sống dồi dào. Xin nâng đỡ đức tin yêu kém của chúng con, để chúng con luôn biết tin thác vào tình thương của Chúa, sẵn sàng dấn thân loan báo tin mừng cho mọi loài thu tao theo lệnh Chúa truyền. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn mọi loài, xin khơi lại cho chúng con những điều chúng con phải tin, những việc phải làm, để đức tin của chúng con mỗi ngày thêm sâu sắc và trưởng thành hơn. Xin ban cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, biết ý thức cử hành đức tin trong các nghi lễ phụng vụ, thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày, để có thể thông truyền đức tin đó lại cho con cháu và tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì đã tin, xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền, biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa, biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con. Nhờ đó họ sẽ được nhận biết Chúa, để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời. Lạy Thánh Cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các thánh, các ngài là những gương chung sống động về đức tin cho chúng con. Xin giúp chúng con biết sống và thực hành đức tin của chúng con trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong năm đức tin này. Chúc tụng Thiên Chúa vinh hiển muôn đời. Amen.